Chủ tịch Thưởng đang làm lu mờ các ứng viên của chức Tổng Bí thư như thế nào? Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ, đang ở độ tuổi 52, đã và đang có vai trò nổi bật trên chính trường Việt Nam. Giới quan sát đánh giá sự thăng tiến của ông Võ Văn Thưởng trong tương lai có khả năng sẽ tiến xa hơn chiếc ghế chủ tịch nước hiện tại. Và việc ông Võ Văn Thưởng trên cương vị chủ tịch nước vừa ký hàng loạt quyết định giảm ân xá xuống trung thân cho các tử tù đã gây ấn tượng lớn. Ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giảm ân xá tử hình cho 5 người xuống tù trung thân. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 6 tháng 2 đưa tin chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho 5 người xuống tù trung thân. Bản tin cho hay, theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ngày 6 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù trung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm tới Chủ tịch nước. Được biết, đây là lần thứ 2 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình chỉ trong vòng hơn 1 năm. Trước đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, ông Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống trung thân cho 18 người, chưa kể tới tháng 8 năm 2023, nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm tương tự cho 11 người. Theo giới quan sát, không có bằng chứng gì cho thấy hai tử tù kêu oan nhiều năm vẫn chưa được minh oan là Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải có nằm trong danh sách ân giảm lần này hay không. Việt Nam lâu nay là một trong số những quốc gia được thế giới đánh giá đã tuyên án tử hình nhiều nhất. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong năm 2022, Việt Nam đã tuyên án tử hình ít nhất 102 người và là quốc gia đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng của thế giới. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều đáng nói là trong năm 2023, nhà nước Việt Nam đã thi hành án với tử tù Lê Văn Mạnh, người đã kêu oan suốt 18 năm bất chấp sự phản đối của giới luật sư cũng như công luận trong nước và cộng đồng quốc tế. Có sự liên hệ nào giữa việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký hàng loạt các quyết định giảm ân xá cho các tử tù và việc vào cuối năm 2023, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, liên tục thanh minh thanh nga rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan cho người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Đó là chưa kể tới việc liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó ban dân nguyện của Thường vụ Quốc hội, bị Bộ Công an khởi tố bắt giam. Ông Nhưỡng bị bắt được cho có liên quan tới việc cộng đồng mạng gửi đơn và tin nhắn tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị xem xét án oan cho tử tù Nguyễn Văn Trưởng đã thành công. Luật sư Lê Văn Hòa cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhận tin nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Nhà báo Nguyễn Đức, cựu biên tập viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2023 đã gửi tin nhắn cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và sau đó ông Nhưỡng thông báo rằng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trả lời bằng tin nhắn rằng đã nhận được tin nhắn của anh và đang cho giải quyết. Nhà báo Nguyễn Đức còn cho biết vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở tiếp dân của Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng và các nhân viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trưởng rất trọng thị. Theo giới quan sát, hàng loạt các động thái kể trên có liên quan gì đến việc quy định số 132 vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, mà ông Võ Văn Thưởng trong vai trò là thường trực Ban Bí thư trước đó đã thúc đẩy tích cực để buộc các cơ quan, công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp trong hoạt động tư pháp sẽ nắm được sự kiểm soát chặt chẽ và bài bản hơn. Trong vụ án bưu điện Cầu Voi xảy ra tỉnh Long An liên quan đến tử tù Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình. Hồ Duy Hải vẫn bị tuyên án tử hình bất chấp Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có kháng nghị yêu cầu điều tra lại theo trình tự giám đốc thẩm. Đồng thời, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã ý kiến yêu cầu phải xem xét lại vụ án này. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Nguyễn Hòa Bình mà ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam do Chánh án Nguyễn Hòa Bình đứng đầu, dù đã thừa nhận trong quá trình điều tra vụ án, Công an Long An đã sử dụng các vật chứng đi mua ngoài chợ để đưa vào hồ sơ của vụ án. Nhưng Chánh án Nguyễn Hòa Bình bất chấp tất cả, vẫn cho rằng việc đó tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Trong khi giới thạo tin cho biết rằng việc bắt giữ khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng là một sự cố ý để truy tìm tang chứng liên quan đến các thế lực trong đảng. Những thế lực này đang tìm mọi cách để mà đá đít ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình ra khỏi cuộc đua nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Theo giới phân tích, sự nổi lên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm lu mờ vai trò các ứng viên khác
như Vương Đình Huệ hay Phạm Minh Chính và kể cả Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Chủ tịch Thưởng đang làm lu mờ các ứng viên chức Tổng Bí thư như thế nào. Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài 12 năm, vì sao Tô Đại không biết? Quy mô và tầm mức của vụ án tham nhũng Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được đánh giá là một vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay. Số tiền chiếm đoạt của bà Lan và đồng bọn lên tới hàng tỷ đô la. Sau đó, bà Lan đem đi đầu tư mua gom bất động sản trong nước và chuyển một phần không nhỏ ra nước ngoài. Do vụ án quá lớn, số lượng bị can, cá nhân, tổ chức liên quan quá lớn, nên Bộ Công an đã quyết định mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này. Bà trùm Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mới nhất, truyền thông Hồng Kông đưa tin phanh phui thêm một vụ tẩu tán tài sản của gia đình bà Trương Mỹ Lan. Báo Minh Thiên Địa, một tờ báo chuyên về bất động sản châu Á cho biết, gia đình của bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan hiện ngồi tù đã bán một tòa nhà văn phòng hạng A ở trung tâm Hồng Kông cho một ông trùm công nghệ Đài Loan với giá được báo là 6,4 tỷ đô la Hồng Kông, tức là tương đương khoảng 819 triệu đô la. Theo tờ báo Minh Thiên Địa, thương vụ vừa kể trên vợ chồng Chu Lập Cơ và bà Trương Mỹ Lan, những người từng xây dựng hàng loạt danh mục bất động sản Hồng Kông, ước tính trị giá hơn 16 tỷ đô la Hồng Kông. Sự việc này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Với các công ty được kiểm soát bởi những cá nhân, trong đó có con gái của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan Chu Lập Cơ là cô Chu Diệt Hằng. Được biết, tòa nhà vừa kể đã được bán với giá giảm khoảng từ 30% đến 35% so với mức đỉnh điểm vào quý 4 năm 2018. Trên danh nghĩa một doanh nhân kinh doanh bất động sản, ông Chu Lập Cơ còn sở hữu một số bất động sản ở Hồng Kông và Singapore. Báo Minh Thiên Địa tiết lộ, tháng 11 năm 2023, Vivaland có trụ sở tại Singapore từng liên kết với tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã bán khách sạn Telegraph ở Singapore với giá khoảng 170 triệu đô la Singapore, tức là tương đương 133 triệu US đô la, chấp nhận khoản lỗ ước tính 70 triệu đô la Singapore. Báo chí Hồng Kông đánh giá rằng quy mô vụ tham nhũng của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát là kinh khủng. Nó tương đương 3% GDP của Việt Nam. Công an Việt Nam đã bắt đầu theo dõi số tiền bất chính của bà Trương Mỹ Lan vào thời điểm gia đình bà Trương Mỹ Lan hối hả tẩu tán tài sản cả Việt Nam lẫn ở nước ngoài. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Kết luận điều tra của Bộ Công an cho biết bà Trương Mỹ Lan đã thao túng rút ruột ngân hàng SCB gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677 nghìn tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Ngoài ra, bằng cách lập hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 304 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 12,5 tỷ đô la. Công luận nghi vấn và đặt câu hỏi, vì sao và lỗ hổng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành suốt một thời gian dài, kể cả chuyển một số lượng tiền bạc không nhỏ như vậy, mà không hề bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo trước đó của truyền thông nhà nước và quốc tế, nhưng vụ việc không được xem xét ngay. Hồ sơ Panama, vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 5 năm 2016, thì Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế trong hồ sơ Panama có tên Trương Mỹ Lan và Eric Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan. Đó là chưa kể các thủ đoạn trong việc mua bán tài sản, cổ phần của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan theo đúng cách thức của các băng đảng mafia để mà phục vụ cho việc rửa tiền. Tới mức các giao dịch không cần là giấy tờ hợp pháp, tất cả chỉ bằng niềm tin và được ràng buộc bằng luật của thế giới ngầm. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã đưa ra những con số thiệt hại khủng khiếp cả về mức độ và quy mô. Số tiền mà Trương Mỹ Lan và đồng bọn rút ruột từ ngân hàng SCB là hơn 300.000 tỷ đồng, gấp 3 lần tổng mức đầu tư sân bay Long Thành hay gấp 7 lần vốn của 12 dự án cao tốc Bắc Nam. Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước ông Lê Minh Hưng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào tháng 12 năm 2023 đặt câu hỏi vì sao nhà nước Việt Nam đã không khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan
và đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có các quan chức cấp cao của chính phủ hay ngân hàng nhà nước bị xử lý kỷ luật? Và tại sao bộ máy an ninh kinh tế và hệ thống tình báo của Việt Nam hơn 12 năm không phát hiện ra sai phạm để mà sớm xử lý? Giới quan sát trong nước và quốc tế đã đưa ra các bình luận bày tỏ sự e ngại và lo lắng cho năng lực quản trị của ngân hàng nhà nước Việt Nam khi để thất thoát tới hơn một nửa triệu tỷ đồng, là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan lừa đảo trong vòng 10 năm qua. Vậy tại sao trách nhiệm của các thống đốc ngân hàng nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng đến bây giờ vẫn không được điều tra để mà làm rõ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin hôm nay: Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài trong vòng 12 năm, vì sao Tô Đại không biết? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.